Em là Mitsubishi IH 1 lít áp suất, ngoại hình thì hơi xấu ha, máy móc thì nguyên zin. Con này nó đang có một cái lỗi xấu với cái lỗi xì nhẹ bên đó ha, nên em bán giá là 500.000. Máy móc là ok, son bọng là ok ha. Rồi nó hơi xì xì ở tích chỗ này miếng này hay quý khách đó, lưu ý giùm em ha đó. Nhưng mà nó không có nhiễu nước xuống nha, nó trên đây là trên nắp luôn, ở trên thành nội luôn là nó tiêu luôn nha. Bao zin, bao xài ok, bao chín cơm, có rất là nhiều chức năng. Hiện giờ nó đang nấu áp suất, quý khách mở nắp không được nha. Nè, nó phá áp suất rồi nè ha. Nó nhấn xuống là nó cứng ngắc, nó không cho mở nha. Lưu ý giùm em. Tại vì nó đang nấu áp suất rất là nguy hiểm, nó xì hơi lên, đó, rất là nguy hiểm nè. Giờ em tắt ra ha, em tắt mới mở được nghe, nó vụt nè. Ồ, em xì hơi nè ha. Nè, đó ha. Ồ, ghê chờ, quý khách thấy ghê không? Gòn bọng là ok, nguyên của nó hết nha. Đó. Nóng quá. Con này nội này, bà nó ok hết nè, đó, son bọng đầy đủ ha. Cái này là cái son của nó không ta, đúng cái son của nó luôn á, mà tại sao nó hơi xì hơi ra ta. Thôi con này xì hơi thì em bán bớt thêm bao ship đi, ship cũng 40.000 rồi nha. Rồi đó. Chức năng nấu thì mình bấm vô này nè, cái này là mặc định của nhà sản xuất là nấu gạo trắng nè, mình bấm này là nấu nè, nó phá áp suất rồi ha, tắt rồi. Còn quý khách nào gạnh thì chỉnh menu nè, mỗi tên nó đi nè, gạo trắng, gạo mềm, gạo không do, gạo nảy mầm, nấu cháo vậy đó, đủ thứ kiểu cho ha. Bấm đi, đoạn xạ rất là nhiều chức năng nè, nhưng mà thường cái gạo trắng đây, gạo trắng ha, nấu tắt. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua xài thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Em xin nhắc lại ha, bạn này em bán giá 500.000, em bao ship toàn quốc nha. Rồi bao chín cơm. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.